Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023 đối với nhóm lĩnh vực thứ hai gồm các lĩnh vực tư pháp, nội vụ, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát. Phiên chất vấn được kết nối trực tuyến đến 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mở đầu phiên chất vấn, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn của đại biểu thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, sau khi xét xử giám đốc thẩm, Tòa án Nhân dân tối cao đã chuyển thông tin, tài liệu và bản án đến Viện Kiểm sát và Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra. Với thông tin đó, phát sinh một vụ án độc lập với 4 hành vi như đại biểu Quốc hội nêu. Khi đó, Công an tỉnh Đồng Nai hoàn toàn có thể mở cuộc điều tra về những hành vi vi phạm pháp luật. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trả lời chất vấn liên quan đến tội phạm trên không gian mạng, tội phạm công nghệ cao. Theo Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, đây là thách thức an ninh phi truyền thống mà mọi quốc gia đang phải đối mặt, không chỉ riêng tại Việt Nam. Việc giải quyết tội phạm mạng và tội phạm công nghệ cao là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các bộ ngành và địa phương. Nếu thực hiện tốt các giải pháp đột phá nêu trên, có thể sẽ tạo được chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Kết thúc nội dung chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm lĩnh vực thứ hai, có tổng số 39 đại biểu Quốc hội phát biểu, trong đó 36 đại biểu chất vấn, 3 đại biểu tranh luận. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long được Chính phủ ủy quyền phát biểu, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ.